Xin mời quý vị khán giả đến với chương trình Gia đình vui vẻ. Hôm nay sẽ là những trải nghiệm rất đặc biệt với một loại hình nghệ thuật mới, độc đáo và có tính ứng dụng cao. Đó chính là tranh 3D. Và thưa quý vị, đây là một trong số 10.000 tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Tấn Đạt. Hôm nay anh sẽ tới đây để cùng chia sẻ với Mạnh Tùng cũng như gia đình tham gia vào chương trình. Xin chào đón các thành viên của gia đình anh Long và chị Linh ạ. Chào chú Đạt và chào chú Tùng ạ. Chào các vị khán giả. Như quý vị khán giả đã biết, khi nhắc tới nghệ thuật 3D là chúng ta có thể nghĩ ngay tới phim 3D hay là những cái thiết kế 3D. Nhưng mà khổ nỗi, thông thường những thiết kế đó hay là tranh mình vẽ ở trên tường dưới đất ấy là phải nhìn theo một góc nhất định thì nó mới ra 3D, còn không thì nó méo méo kiểu 2D. Nhưng mà riêng nghệ thuật này ấy, nhìn kiểu gì cũng ra 3D. Mời cả nhà chúng ta có thể xem qua một vài tác phẩm đang để trên bàn. Nãy giờ mình tưởng thiệt không hết chứ. Cái ý tưởng từ đâu mà em tạo ra thì cái bức tranh 3D này? Nó là một cái sự tình cờ vô tình, mình nhìn thấy một cái đoạn video clip của một nghệ nhân ở trên YouTube. Thì mình cố gắng tìm tòi học hỏi, và sau nhiều lần thất bại, khoảng 400-500 tác phẩm bị hư rồi mình mới tạo ra được như vậy. Và mình muốn kết hợp thêm cái gỗ dừa vào trong cái bức tranh này cho nó thêm tính thuần Việt vào trong đó. Chú biết vẽ con thỏ không? Ý con là muốn vẽ con thỏ ở trên cái chất liệu này. Thì rất là đơn giản, thêm một lát nữa nếu mà có đủ thời gian thì chú sẽ hướng dẫn cho con vẽ con thỏ ở trên cái này ha. Con có thể xem thấy trên bàn đó là chú đang vẽ con tôm nè, con cua nè, thậm chí là con cá khô, con bạch tuộc. Chú lại thích vẽ con cá hơn là do bạn bè chú ai cũng nuôi cá và cũng hay gọi chú là Mr. Cá. Nên từ đó là chú quyết tâm là chú chỉ vẽ con cá thôi. Và tính đến bây giờ thì chú vẽ cũng được khoảng hơn 10.000 tác phẩm về tranh cá rồi. Chị cũng rất là thích cá, nhưng mà nhìn bức tranh rất là sống động luôn. Nhưng mà chị thấy, ủa bằng cái này bằng thủy tinh mình cũng có thể làm được luôn hả? Mình có thể vẽ trên mọi cái bề mặt, mọi chất liệu. Cái quan trọng nhất là làm sao để cho cái phần nhựa bên dưới, cái phần keo bên dưới nó không bị tràn ra bên ngoài. Thì giờ mình sẽ có nhiều cái kỹ thuật làm khác nhau. Như cái tác phẩm chị đang cầm á, chị có thể xem được là bên dưới từng cái phần thủy tinh như thế này nè, nó là những cái lớp màu. Thì đối với cái dòng tranh cá này mình vẽ theo dạng là layer by layer, có nghĩa là lớp chồng lên lớp. Nó nửa là tranh vẽ mà nửa là dạng điêu khắc. Nó sẽ tạo thành một cái hình kim tự tháp và nhìn từ trên nhìn xuống, cho nên chúng ta có thể thấy được khá là 3D. Ví dụ như một cái bức tranh này nè, một cái chén này nè, em làm là khoảng bao lâu rồi? Tính trung bình thì mỗi một cái tác phẩm làm ra thì một con cá có thể vẽ khoảng tầm khoảng một tuần lễ trở lên. Và có nhiều tác phẩm phải vẽ vài tháng trở lên. Thì dĩ nhiên là trong cái quá trình mình vẽ thì mình phải vẽ nhiều con cá cùng một lúc. Bởi vì một lần một lớp của nó là tốn tới 16 tiếng đồng hồ mới khô. Mà một con cá như vậy thì nó tốn khoảng gần khoảng 10 lớp. Như này chị thấy đây nè, con cá này chắc khó hơn à? Tùy vào cái độ khó của con, thì cái phần đuôi nè, cái phần đuôi thì nó cũng khá là khó, và cái phần bụng của nó thì nó có nhiều chi tiết hơn. Có những cái con cá nhỏ thế này nó lại càng khó hơn nữa. Lý do là tại vì những cái chi tiết con cá nhỏ này mình đang muốn tả thật, cho nên đòi hỏi là phải vẽ thật là kỹ và phải dùng cái kính lúp để mình vẽ ra cái con cá nhỏ này. Cho anh hỏi cái chất liệu này nè, mình bây giờ mình chuẩn bị những cái loại nào để thành ra được cái tranh 3D? Cái này được gọi là nhựa resin, cái epoxy, nó gồm hai thành phần A và B. Thì nó sẽ đóng rắn và tạo thành cái độ trong suốt như thế này. Đối với cái hình con cá đó là mình sẽ dùng màu để mình vẽ lên. Thì con cá sẽ được vẽ bằng màu acrylic. Đây là một trong những cái loại màu khá là đơn giản, mình thấy mua ở trong các cái nhà sách, hay là được gọi là cái màu mà chuyên để vẽ quần áo á. Chú ơi, chú học cái này bao lâu rồi? Cái này hiện nay thì chú không học mà chú tự nghiên cứu thì nó mất khoảng thời gian cũng khá là nhiều. Để làm một cái tác phẩm đầu tiên á thì chú cũng mất phải một năm để nghiên cứu về chất liệu và vẽ. Thì lúc ban đầu thì cái loại chất liệu này mình chưa tìm được cái loại trong như thế này, và cái màu nó chưa phù hợp, cho nên nó bị vỡ và hư rất là nhiều. Chú ơi, tranh đẹp quá, chú có thể hướng dẫn cho gia đình con vẽ được không? Rồi, dĩ nhiên rồi, rất là sẵn lòng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cái bức tranh cá. Nhưng mà đầu tiên thì nó, nếu mà vẽ 3D thì hơi khó. Bây giờ chú sẽ hướng dẫn cho gia đình của chúng ta vẽ một bức tranh là 1D trước ha, để chúng ta làm quen với cọ và màu. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái màu, ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người là vẽ bằng cái màu cam nè. Đây là màu acrylic ha. Mình sẽ dùng 1/3 cái đầu cọ thôi. Ở đây mình vẽ một con cá chép nam dương nha. Đầu tiên là mình phải vẽ cái mình của con cá trước, cái thân của con cá nè. Từ cái phần thân này chúng ta sẽ vẽ thêm cái phần đuôi cho con cá. Cá thì nó có nhiều loại màu sắc khác nhau. Bây giờ là cái phần đuôi, chúng ta sẽ vẽ thêm cái phần đuôi cho con cá. Con cá này nó không, cái đuôi nó khá là thướt tha. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ lên cái phần mang của con cá. Đây là chúng ta đã có hai cái mang rồi nè, và phần đuôi. Như vậy là tạm thời chúng ta đã vẽ được một con cá hoàn chỉnh.
về cái phần bụng, cái phần lớp đầu tiên trong cái tranh cá. Nhưng mà hôm nay chúng ta đang thử nghiệm là vẽ 1D, cho nên bây giờ Đạt sẽ trồng lớp màu thêm nữa cho nó đậm và vẽ thêm mắt và miệng cho con cá cũng như là vẽ cái vây. Bây giờ tạm ổn cho cái phần mắt và cái phần tiếp theo nữa đó là cái vảy của con cá. Và để cái bức tranh nhỏ thêm sinh động thì chúng ta sẽ thêm vô là cái phần những cái rong, những cái bèo ở xung quanh, chấm những cái vòng tròn và ba cái vòng tròn với nhau thì nó tạo thành một cái mảng bèo. Rất là đơn giản đúng không gia đình? Chắc có lẽ là bây giờ là chúng ta sẽ có một cái game nhỏ để dành cho gia đình chúng ta. Nhưng mà để tăng tính cạnh tranh cũng như là thêm động lực để mà vẽ đẹp, vẽ sắc nét thì chắc mình chia đội ha, mình sẽ thi với nhau. Thì bây giờ ưu tiên mẹ út, con sẽ về đội ba hay về đội mẹ? Mẹ. Về đội mẹ ha. Rồi, thế nhà mình sẽ có 15 phút nha. Hai đội sẵn sàng chưa? Rồi. Đồ dùng sẽ được chuẩn bị kỹ càng, nhà mình chỉ chuyên tâm vào việc vẽ thôi ha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, nhà mình sắp xong chưa? Xong rồi, đây xong rồi. Bên đây là một cái tác phẩm khá là độc đáo này. Hay quá. Nguyên con cá sấu luôn. Bây giờ chú sẽ mang những tác phẩm này qua đây ha, để xem là chú Đạt đánh giá thế nào về sản phẩm của hai đội sau 15 phút. Mình đang cầm trên tay là hai cái tác phẩm của đội bố nè. Mình cũng thấy được là có nhiều cái sáng tạo. Có lẽ nó như là cái ảnh con cá này nó khá là giống con chim nha. Màu trắng này gọi là cá chim trắng. Nhìn cái đuôi nó như một con phượng hoàng, cái hình thù nó khá giống như là con cá sấu đúng không? Cá này là ở dưới đầm lầy ra là nó bị rêu nó mọc lên người, tức là rất tự nhiên. Bên đội của mẹ thì con cá này như là con cá bóng dừa nha, màu đen và có nhiều cái hoa rêu. Đây là một cái ngôi nhà, chắc là một cái ngôi nhà nằm ở trong cái bể cá và có rêu mọc xung quanh nè. Cái tính sáng tạo về cái màu sắc trước đi, về cái màu sắc thì màu sắc đa dạng thì chắc đội mẹ sẽ hơn, nhưng mà về cái hình ảnh con cá đó nhìn ra nhận diện nó được á thì mình sẽ chấm cho đội bố trong phần thi này sẽ hơn đội mẹ. Chắc là phần thi này với hai đội là cần tài cần sức rồi. Rồi, vậy chúng ta quyết định là phần thi này hai đội hòa nhau đúng không ạ? Như quý vị vừa theo dõi qua thử thách từ chương trình thì các thành viên của gia đình bằng một cách nào đó cũng đã thể hiện được tính cách này và sự cố gắng, khả năng, một chút năng khiếu, và đó cũng là cơ sở để quý phụ huynh chúng ta có thể dựa vào đó bồi dưỡng thêm các bé sau này có thể phát huy được năng khiếu của mình tốt hơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn các thành viên gia đình anh Long và chị Linh và cảm ơn bạn Đạt rất nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau của chương trình phát sóng ngày mai, ngày Chủ nhật, với những trải nghiệm đặc biệt thú vị qua tranh cá 3D. Hẹn gặp lại quý vị nhé. Xin chào.